Nhà xe Huy Hoàng xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên đưa đón khách Thái Nguyên, Sài Gòn, lộ trình từ Thái Nguyên, Đắk Lắk, Sài Gòn, quốc lộ 14 và ngược lại. Nhà xe Huy Hoàng ra vào tất cả các ngày chẵn âm lịch trong tháng, nhận đón trả khách tại nhà và các điểm cố định. Với đội ngũ lái xe an toàn, kinh nghiệm lâu năm và nhân viên phục vụ chu đáo, xe thế hệ mới có VKC khép kín. Đến với nhà xe Huy Hoàng, quý khách sẽ có những chuyến đi thoải mái trong suốt hành trình. Chi tiết liên hệ 0975 026 444 hoặc 0982 487 234. Trân trọng cảm ơn quý khách.